Ngô là cây lương thực quan trọng thứ hai ở Việt Nam sau cây lúa và là cây màu quan trọng thứ nhất được trồng ở tất cả các vùng sinh thái. Diện tích trồng ngô ở Việt Nam năm 2019 là 990,8 nghìn ha, năng suất 4,8 tấn một ha và sản lượng đạt xấp xỉ 4,8 triệu tấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một loài sâu mới trở thành kẻ thù chính của cây ngô, đó là sâu keo mùa thu. Loài côn trùng này tấn công cây trồng từ giai đoạn cây con đến lúc trưởng thành và gây thiệt hại đáng kể. Tức là cái sâu này là một sâu mới, chắc chắn là nó có sự khác biệt bản chất di truyền của sâu. Với thứ hai là nó chui sâu vào cái cây ngô, cho nên những cái con ấy dùng thuốc rất khó diệt. Khác biệt về sự lây lan rất nhanh này và tàn phá rất mạnh. Khác biệt về cái mình là hiện nay là chưa có thuốc đặc hiệu đấy, cho nên là khả năng nếu mà để phát triển thành dịch thì diệt rất khó đấy. Mà thậm chí nhiều loại thuốc hiện nay là không có tác dụng đối với loại sâu keo này. Và hiện nay trong nước cũng như nước ngoài đang tìm một cái thuốc đặc hiệu nhất. Mới trồng ngô hơn 2 tháng, thế nhưng vụ này bà Nguyễn Thị Phương ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã phải phun thuốc trừ sâu tới lần thứ 3. Theo bà, chưa bao giờ trồng ngô, bà lại phải phun nhiều thuốc như năm nay. Quá nhiều sâu nó đục từ thân là lên thân cây mà lên nõn mà bơm trực tiếp vào nõn thì nó mới cũng các loại thuốc chưa thấy nó chết. Đáng lo lắng nhất là không chỉ nhà bà Phương mà hầu hết các hộ trồng ngô trong vùng đều bị sâu cắn phá. Đây nhà em cũng có sâu này đây. À, sâu nhiều. Cô có không? Nhiều lắm, quá nhiều nhà anh nhiều. Thuốc nào chữa được cho nó chết cái sâu này? Đấy. Bây giờ nếu mà chị em mà đi bắt được thì xé cái ngọn này ra thì nó đỡ. Nếu mà bơm thuốc phải bơm một tầm sáng sớm thì là sâu nó mới chết. Còn đâu nếu mà sâu nó mà chui vào trong nõn này bơm thì nó không chết được. Bệnh viện cây trồng là loại hình hoạt động mới của ngành bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp người dân hạn chế tình trạng phun xịt thuốc bừa bãi, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản. Theo đó, bà con có thể mang mẫu bệnh phẩm hoặc mời bác sĩ cây trồng tới tận đồng ruộng để thăm khám, xác định nguyên nhân và tìm hướng khắc phục cho cây trồng. Con sâu này thì là một đối tượng sâu mới gây hại trên địa bàn của chúng ta khoảng 1-2 năm gần đây. Sâu gây hại ở trên các cái lá non, ăn thủng các cái lá và đặc biệt là trên các cái ngọn của cây ngô. Khi chúng ta sẽ bóc ở bên trong thì là con sâu nằm ở bên trong này và thải ra rất là nhiều các cái phân. Hiện nay thì con sâu này gọi tên là sâu keo mùa thu gây hại ở trên ngô. Đặc điểm nhận biết con sâu này thì chúng ta có thể đơn giản nhìn thấy được khi mà chúng ta bắt con sâu thấy ở trên đầu con sâu là có hình chữ vân, hình chữ y lộn ngược và ở phía đốt cuối của con sâu thì có 4 đốt đen là hình vuông. Thì con sâu này thì gây hại rất là nhiều ở trên ngô. Tất cả các ngoài cây ngô ra thì sâu còn có thể ăn ở trên các cái cây trồng khác. Tuổi thọ của sâu keo mùa thu từ 32 đến 46 ngày tùy thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì chúng phát triển càng nhanh và số lứa sâu trong chu kỳ canh tác càng nhiều. Trong vòng 2 đến 4 ngày, trứng nở và biến thành ấu trùng và sau 15 đến 28 ngày, ấu trùng sẽ rơi xuống đất và biến thành nhộng, nằm khoảng 2 đến 3cm dưới mặt đất. Trong 7 đến 14 ngày, nhộng biến thành bươm bướm và bươm cái thường chết khi đẻ trứng. Nhưng trước đó, bướm có thể bị gió thổi bay và di chuyển hàng trăm km. Ngay sau khi ấu trùng nở ra từ trứng, nó sẽ trú ẩn ở cuống lá, phần tiếp giáp của lá và thân. Sau đó, chúng bắt đầu gặm nhấm và tạo ra những lỗ nhỏ trên những chiếc lá ở phía dưới. Cuối cùng, ăn gần hết lá và khiến nó bị rách khi chúng lớn dần lên. Các cuộc tấn công tiếp tục ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Từ các lá non, chúng tấn công đến hạt ngô. Như vậy, trong vòng 32 đến 46 ngày, loài côn trùng này liên tục tấn công cây trồng. Nếu ở giai đoạn đầu không quản lý chúng một cách có hiệu quả, thì trong một số trường hợp, số cây bị ảnh hưởng có thể lên tới 80%. Trước sự bùng phát và lây lan mạnh của đối tượng sâu keo mùa thu, các tổ chức quốc tế và chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách nhằm hướng tới việc kiểm soát tốt đối tượng này, tránh thiệt hại kinh tế cho người nông dân.
ở bình diện quốc tế đấy, thì FAO đã phát động một cái chương trình hành động quốc tế để hỗ trợ các nước châu Á, Thái Bình Dương, các nước châu Phi, Trung Cận Đông để hướng dẫn về phòng trừ cái loại sâu keo mùa thu này. Còn ở trong nước thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các cái cục liên quan và các địa phương để bám sát và phòng trừ loại sâu bệnh. Về Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các địa phương, nông dân tập huấn cho cái phòng trừ sâu bệnh, phát hành cái tờ rơi để hướng dẫn cái phòng và trừ sâu keo mùa thu. Quản lý dịch hại bằng các biện pháp hóa học rất phổ biến ở Việt Nam. Điều này dẫn đến nhiều hệ quả như suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học, tiêu diệt thiên địch, những loài sinh vật thân thiện với cây trồng, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, tăng khả năng chống chịu của côn trùng có hại. Các nhà khoa học đã khuyến cáo kiểm soát dịch hại bằng hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp IPM, nghĩa là kết hợp sử dụng các biện pháp sinh học và hóa học trên đồng ruộng. Đó là sử dụng thiên địch hoặc ký sinh trùng để kiểm soát dịch hại và giảm đáng kể việc sử dụng thuốc trừ sâu. Một trong những biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu khá đơn giản và dễ áp dụng là biện pháp canh tác. Chúng ta áp dụng biện pháp canh tác. Đầu tiên là khi mà chúng ta trước khi chúng ta trồng thì chúng ta có thể là cày bừa đổ ải rồi thì xử lý đất trước khi trồng để mà hạn chế các cái nhộng và trứng sâu ấy, rồi thì ở dưới đất, nhộng ở dưới đất để mà hạn chế sâu phát sinh. Có thể luân canh cây trồng sau khi mà chúng ta trồng cây ngô, khi chúng ta thu hoạch xong thì chúng ta có thể luân canh với lại các cái cây lúa khác để mà hạn chế cái đối tượng sâu keo này phát sinh. Một biện pháp rất quan trọng chúng ta có thể áp dụng đó là biện pháp thủ công. Đây là biện pháp mà các bác có thể áp dụng. Chúng ta có thể bắt sâu vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối. Khi sâu này thì thường gây hại mạnh vào buổi chiều tối. Biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu bằng phương pháp sinh học cũng là cách làm hiệu quả cần được áp dụng kết hợp. Theo đó có 3 phương pháp trong hệ thống kiểm soát sinh học. Đó là kiểm soát thông qua ký sinh trùng. Các ký sinh trùng cái đẻ trứng vào trứng hoặc ấu trùng của sâu keo mùa thu. Một số ký sinh trùng tạo ra lỗ trên ấu trùng của sâu keo mùa thu và đẻ trứng. Sau đó để tồn tại, ký sinh trùng ăn trứng hoặc ấu trùng của sâu keo mùa thu. Do đó, lượng sâu keo mùa thu giảm đi đáng kể. Các ký sinh trùng này có từ phòng thí nghiệm của các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học. Nông dân có thể lấy từ đó và thả vào ruộng của mình. Kiểm soát thông qua côn trùng săn mồi. Vai trò của côn trùng săn mồi tự nhiên như bọ rùa, các loại côn trùng thuộc bọ sâu tai như kiến đuôi kìm, săn mồi như bọ ngựa, bọ đất, kiến trên đồng ruộng là chúng có thể ăn trứng và ấu trùng non của sâu keo mùa thu. Chúng có thể là những kẻ săn mồi hiệu quả ở cả giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trưởng thành. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học có thể kiểm soát sâu keo mùa thu thông qua nấm, Entomopathogenic, một số virus và vi khuẩn là những kẻ thù tự nhiên của sâu keo mùa thu trên đồng ruộng. Trong mọi trường hợp, ấu trùng của sâu keo mùa thu sẽ ngừng phát triển khi tiếp xúc hay ăn phải bao tử hoặc những mồi nhỏ nhiễm nấm, virus hay vi khuẩn này. Một số loại thuốc trừ sâu sinh học có thể được áp dụng trong những trường hợp này. Khi mà mật độ sâu quá nhiều, tức là rất là cao, thì lúc đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số các cái loại thuốc để mà phun trừ cho sâu. Hiện nay thì cũng có một số các cái nhóm thuốc mà được Cục Bảo vệ Thực vật cho sử dụng ở trên cây ngô. Ví dụ như là đây tôi cũng đem cái tờ rơi để mà hướng dẫn các bác có thể sử dụng một số các cái loại thuốc. Đây ví dụ như là cái Clever có cái hoạt chất là Indosacap, hoặc là cái thuốc VK có cái hoạt chất là Bacillus. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái loại thuốc này để mà phun phòng trừ cái đối tượng sâu keo ở trên cây ngô. Khi phun thì các bác lưu ý là chúng ta phải sử dụng áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Tức là cái thứ nhất là chúng ta phải đúng thuốc, cái thứ hai là phải đúng nồng độ liều lượng theo khuyến cáo, cái thứ ba là phải phun vào đúng thời điểm là sâu non mới nở, và cái thứ tư là chúng ta phải phun đúng kỹ thuật, tức là phun vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát.
Ngay trong năm đầu tiên xuất hiện, sâu keo mùa thu đã gây thiệt hại gần 15.000 ha diện tích ngô của nước ta. Chúng gây hại mạnh mẽ tại hơn 37 tỉnh thành trên khắp cả nước. Một số vùng bị sâu hại nặng như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai. Thế nhưng dưới sự hoạt động của bệnh viện cây trồng, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt và hiệu quả. Cái nơi mà triển khai cái dự án này thì có một đội ngũ là cán bộ kỹ thuật, người ta sẽ thường xuyên theo dõi. Cho nên có là ngay từ đầu dùng các cái biện pháp như biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, các thứ là người ta có thể hạn chế được ngay từ đầu. Thế cho nên hạn rất ít cái ở cái khu vực của bệnh viện là rất ít cái sâu bệnh này nó lây lan, không như các cái nơi khác. Trước kia thì chúng tôi là cứ làm ăn nó tự do, cho nên là nó không được bao nhiêu cả. Thì thôi cứ ra đại lý cái mua thuốc, nó cứ linh tinh người ta bán sao chúng tôi mua vậy. Cho nên là bơm là nó không có hiệu quả. Thế thì đến bây giờ thì được các bác sĩ về đây tư vấn đấy, thì là theo các loại thuốc từng mùa một, từng loại sâu một. Thì là bây giờ tôi thấy có hiệu quả, mà bơm vào nó thấy rất cao, mà nó lại sạch sẽ sâu bệnh, cây trồng nó lên tốt. Với lại đối tượng sâu keo mùa thu gây hại trên ngô này thì các bác cũng đừng lo lắng quá. Cái đối tượng này thì hiện nay cũng đã được các nhà khoa học, các đơn vị phối hợp nghiên cứu để mà đưa ra các cái biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất. Đấy, thì các bác có thể áp dụng tổng hợp tất cả các cái biện pháp phòng trừ như tôi vừa nêu thì sẽ có hiệu quả và đảm bảo cho cái nền nông nghiệp của chúng ta nó phát triển bền vững và hạn chế ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người.